Khi anh em muốn về dàn áo của thằng Viva Bọc Đèn thì rất đơn giản và lắp hoàn toàn như zin. Chúng ta chỉ cần một số chi tiết như ở đây thôi. Chào anh em đến với kênh anh Thợ Độ Suzuki. Thì hôm nay mình lên cho anh em một cái combo để mà giải quyết một cái vấn đề. Đó là từ cái con Viva hai đèn về thành con Viva một đèn. Thì anh em biết rồi, đối với con dòng Viva nó sẽ có hai cái phiên bản. Một là phiên bản bình thường như thế này, là phiên bản đèn vuông, là mình gọi là phiên bản một đèn. Còn nó có một cái đời nữa, nó có một cái phiên bản nữa mà chúng ta ít gặp hơn, rất là ít gặp, đó là phiên bản hai đèn. Thì cái dàn áo của hai đèn đó thì hầu như là không còn sản xuất nữa rồi anh em ơi. Nó cũng không còn trên thị trường nữa, tại vì cái dàn áo đó nó rất là khó kiếm. Thì để mà giải quyết những cái vấn đề cho những anh em mà dọn những con xe Viva hai đèn đó, thì mình sẽ còn sẵn một cái combo cho anh em đầy đủ, để mà anh em có thể từ dàn áo hai đèn anh em về một đèn nó đơn giản nhất. Thì cái con Viva hai đèn đó, về khung sườn, động cơ, các chi tiết liên quan, gấp hay là gì đó, nó đều giống như con Viva một đèn. Nó chỉ khác một số chi tiết thôi. Còn hai con xe này nó chia sẻ chung khung sườn, chia sẻ chung động cơ và rất nhiều thứ khác. Khi anh em muốn về dàn áo của thằng Viva một đèn thì rất đơn giản và lắp hoàn toàn như zin. Chúng ta chỉ cần một số chi tiết như ở đây thôi. Như ở đây thôi thì mình sẽ đi thông qua với anh em ha. Một cái combo như thế này, đầy đủ như thế này để anh em về một đèn, chúng ta tốn 5 triệu. Chúng ta tốn 5 triệu cái tổng combo như thế này. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái bộ dàn áo đầy đủ hết, là full nhựa bóng, nhựa nhám, 15 món như thế này. Mình dán tem sẵn cho anh em luôn rồi. Thì full bộ áo như thế này là 3,6 triệu. Thì anh em có thể chọn rất là nhiều phiên bản, rất là nhiều phiên bản nha. Anh em có thể chọn phiên bản này, hoặc 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 phiên bản này. Mình có rất là nhiều dàn áo cho anh em lựa chọn đối với phiên bản Viva một đèn. Ngoài dàn áo ra thì chúng ta sẽ cần tốn thêm gì nữa đây anh em? Chúng ta tốn thêm, chúng ta mua thêm là chó đèn, các chi tiết liên quan tới đèn đuốc. Thì nó bao gồm một chó đèn zin mới chính hãng, giác cắm đầy đủ, một cặp xi nhan trước, một cặp xi nhan trước cũng đầy đủ hết, một cái bộ đèn hậu. Bộ đèn hậu này thì là một bộ đèn hậu rã xe thôi, nhưng mà mình thay hai miếng mica này mới. Bộ đèn hậu này mới khá là mắc nên mình sử dụng đèn hậu rã xe là ok rồi, nó chỉ lú ra phần này thôi. Thì hai phần miếng này là mới, còn đèn hậu là rã xe, nằm trong combo này nha. Còn nếu mà anh em yêu cầu là đèn hậu mới thì mình sẽ tính lại cho anh em ha. Chúng ta tốn một bộ đồng hồ, một bộ đồng hồ. Thì bộ đồng hồ như thế này mình có 3 mẫu cho anh em lựa chọn. Và liên quan tới phần khung sườn để mà chúng ta có thể lắp cho cái con hai đèn về dàn áo một đèn, thì chúng ta tốn hai chi tiết. Chi tiết thứ nhất là bộ ghi đông. Bộ ghi đông này cũng là bộ ghi đông gã xe, tại vì bộ ghi đông này mới nó sẽ giá nó sẽ là cao, mà nó nằm bên trong thì nó khá là phí, nên mình chỉ cần sử dụng gã xe là được rồi. Đây là một bộ ghi đông của con một đèn, và một cái bát mặt nạ. Bát mặt nạ nó cũng khác, tại vì bát mặt nạ của con hai đèn thì nó chỉ bắt hai con ốc thôi, còn đối với con một đèn thì nó sẽ bắt tới ba con ốc lần. Thì cái bát mặt nạ này cũng là gã xe. Đó là tổng combo như thế này. Anh em mua như thế này thì anh em có thể về cái dàn áo một đèn rất là đơn giản rồi. Nếu mà chúng ta cần nó chi tiết hơn thì chúng ta có thể thay thêm là một cặp cùng công tắc, thay thêm một cặp cùng công tắc nữa là được rồi. Nó tốn thêm khoảng 1,2 triệu cho tới 1,4 triệu thì cái loại anh em chọn. Còn lại cơ bản như thế này, anh em có thể sử dụng lại cùng công tắc zin. Như thế này là chúng ta có thể về một đèn rồi. Thì tổng combo này là 5 triệu, bao gồm một bộ dàn áo 15 chi tiết, dán tem sẵn cho anh em luôn rồi, miễn phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Một bộ dàn áo 15 chi tiết, anh em có thể chọn được rất nhiều phiên bản. Một bộ chó đèn, xi nhan, đèn hậu, đồng hồ và một ghi đông, một bát mặt nạ là chúng ta có thể về một đèn rất là đơn giản. Rồi anh em nào có cái nhu cầu, tuy là cái nhu cầu này rất là ít, đối với con hai đèn thì trên thị trường nó rất là ít, nhưng mà tuy ít nhưng nếu mà đã có nhu cầu rồi thì anh Thợ Độ Suzuki sẽ đáp ứng cho anh em thôi. Bây giờ đây là cái combo mình đã soạn sẵn. Anh em có nhu cầu dọn những con Viva hai đèn, từ hai đèn về một đèn, thì liên hệ với kênh anh Thợ Độ Suzuki. Anh em có thể an tâm, hoàn toàn an tâm khi anh em mua hết combo này là về lắp như zin thôi, rất là khỏe. Còn nếu trong trường hợp quá trình lắp ráp có vấn đề gì cần hỏi yếu tố kỹ thuật, mình sẵn sàng tư vấn, gọi video call hướng dẫn cho anh em cực kỳ chi tiết luôn. Combo này 5 triệu miễn phí ship toàn quốc. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh nha. Chúc anh em một ngày tốt lành. Anh em có thể liên hệ với mình qua Zalo số 0945 675 425 anh em nha.